Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định cơ chế chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà từ sản xuất tự tiêu thụ. Nghị định có phạm vi áp dụng mở rộng cho tất cả các đối tượng là nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh được đầu tư xây dựng trên phạm vi cả nước. Nghị định quy định chín chính sách khuyến khích, trong đó có nhiều chính sách quan trọng như điện mặt trời, mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được hưởng chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. Điện mặt trời không dùng hết được bán lên hệ thống điện quốc gia nhưng không quá 20% công suất lắp đặt. Giá mua bán điện dư phát lên hệ thống điện quốc gia bằng giá điện năng thị trường bình quân trong năm trước liền kề do đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố nhằm đảm bảo khuyến khích phù hợp trong từng thời kỳ phát triển của hệ thống điện quốc gia tổ chức cá nhân lắp đặt điện mặt trời, máy nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất lắp đặt đến dưới 1.000 kW không phải thực hiện cấp giấy phép đăng ký. Nghị định có hiệu lực từ ngày 22 tháng 10 năm 2024.